Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 12.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số này có khoảng 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp, doanh dân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà còn một số doanh nghiệp, doanh nhân còn khẳng định giá trị thương hiệu ra khu vực và thế giới. Để đạt được kết quả này, Trung ương và tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Mới đây, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, thay cho nghị quyết số 09 được ban hành cách đây 12 năm. Nghị quyết số 41 được xem là điểm tựa để doanh nghiệp, doanh nhân Việt phát triển trong thời kỳ mới, xứng tầm hơn khi Việt Nam vươn mình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển. Điểm mới đáng chú ý mà các doanh nghiệp hết sức ủng hộ đối với nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới là tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của doanh nhân, yêu cầu phải có chính sách đột phá để hình thành phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành lĩnh vực then chốt trọng yếu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Nghị quyết cũng yêu cầu bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng. Theo nhiều doanh nhân, nghị quyết số 41 không chỉ mang những nội dung mới mà còn rất quyết liệt, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội. Đây là điểm tựa để doanh nghiệp, doanh nhân nội địa phát triển trong thời kỳ mới, xứng tầm hơn khi Việt Nam vươn mình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển. Triển khai cái nghị quyết 41 này để doanh nhân mình xứng đáng với vai trò, vị trí và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nhân. Thì việc và trong thời kỳ mới này nữa, quy tắc thứ nhất là tạo ra giá trị cho xã hội, quy tắc thứ hai là tuân thủ pháp luật, quy tắc thứ ba là minh bạch, công bằng và liêm chính. Cái quy tắc thứ tư là sáng tạo, hợp tác cùng phát triển. Và quy tắc thứ năm là tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Quy tắc thứ sáu là yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình. Nghị quyết 41 này cũng thể hiện được rất nhiều cái điểm, ví dụ như là chẳng hạn như là ký kết thỏa ước hợp đồng tập thể hỗ trợ các doanh nghiệp là phát triển kinh tế, và ngoài ra thì cũng liên quan tới nhiều hoạt động khác. Thì tôi có thể nói là đánh giá rất là cao về cái nghị quyết 41 này, và cũng mong rằng là nghị quyết này sẽ sớm được hiện thực hóa. Với nghị quyết này thì cũng nhấn mạnh cái quan điểm là đội ngũ doanh nhân thì có cái vị trí vai trò quan trọng và là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu tầm nhìn đã xác định, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp như nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đưa nghị quyết 41 sớm đi vào cuộc sống, đi vào các hoạt động của đội ngũ doanh nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân nội dung và giải pháp cụ thể để triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó tiếp tục bám sát quan điểm doanh nghiệp phát triển cũng là sự phát triển của tỉnh, chú trọng xây dựng triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với những nỗ lực vượt bậc của mình đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ổn định phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới doanh nghiệp. Để nghị quyết 41 thực hiện hiệu quả sẽ có rất nhiều việc phải làm, bao gồm sửa đổi luật pháp, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Nhưng với sự quyết tâm của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nghị quyết sẽ từng bước đi vào đời sống, góp phần giúp đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, vươn tầm phát triển mạnh mẽ.